Chiều ngày 9 tháng 7, Hiệp hội Du lịch Tây Ninh tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày Du lịch Việt Nam, 9 tháng 7 năm 1960, 9 tháng 7 năm 2024. Tham dự có ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh. Tại buổi họp mặt, ông Ngô Trần Ngọc Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tây Ninh, nhắc lại truyền thống và những bước phát triển, đóng góp của ngành du lịch đối với sự phát triển của Tây Ninh. Ngày 9 tháng 7 năm 1960, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký quyết định thành lập Công ty Du lịch Việt Nam, đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại thương lúc bấy giờ. Từ đó, ngày 9 tháng 7 hàng năm được chọn là ngày truyền thống của ngành du lịch Việt Nam. Những năm qua, Hiệp hội Du lịch Tây Ninh đã thể hiện tốt vai trò trong việc quảng bá du lịch Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Bà Trần Thị Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh, chúc mừng đội ngũ doanh nhân, những người hoạt động trong ngành du lịch nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống của ngành. Về cái du lịch Tây Ninh đã phát triển như là chúng ta đã cũng đã nắm số lượng khách cũng như là cái doanh thu có thể nói là đã vượt hơn gấp đôi so với cái thời điểm trước dịch Covid-19. Để đạt được những kết quả đó thì phải nói đến cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban, nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng như là các lãnh đạo các sở ban ngành. Bên cạnh đó là cái sự đồng hành của những cái doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và những cái doanh nghiệp mà cũng có những cái sự quan tâm đến lĩnh vực du lịch đã cùng đồng hành để phát triển cái du lịch Tây Ninh. Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong những năm qua, Tây Ninh đã đầu tư hạ tầng cơ sở, thu hút các dự án đầu tư lĩnh vực du lịch, các khu di tích, điểm tham quan du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, tích cực chỉnh trang cơ sở vật chất và dịch vụ, tăng cường các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và khách du lịch. Theo đó, khách du lịch đến Tây Ninh không chỉ tập trung vào dịp lễ Tết mà còn trải đều qua các tháng trong năm.